Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Annie, Chuyện audio cổ đại Đây là tập 73 của truyện Phượng Nghịch Thiết Hạ Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie Và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 73 Biệt Nguyệt Xuân Trăng Quên Đương nhiên đã quen Vài người lại tùm tìm cười nhìn nàng Thẳng thắn nói Chỉ là vương như vậy Khiến cho chúng ta cũng không quen Nói xong vài người lại cười lớn Hòa mắc nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu Chỉ sợ nàng ở trong lòng bọn họ Không còn là một thiếu nữ nữa Đơn giản chắc đã coi nàng giống như nam nhân giống như bọn họ Mấy vị ca ca đừng có cười nữa Vương sẽ ngượng ngùng đó À lệ nhã từ bên ngoài đi vào Nghe thấy tiếng cười của bọn họ liền lên tiếng Phòng Bắc Nguyệt lại cười ha ha vài tiếng, đi đến sân nhỏ trong viện ngồi gần cái bàn đá, rót một chén trà ra uống. "Trong lúc mà ta nghỉ ngơi, có xảy ra chuyện gì không?" "Cũng không có việc gì lớn, chỉ là có rất nhiều người tới lại muốn gặp vương." A à, Lệ Nhã nói, "Có người từ trong cung tới, cũng có người từ những nơi các phủ đệ khác nữa. Tối hôm qua, Thái tử điện hạ cũng lại tự mình tới đây một chuyến, sau khi biết được vương đang nghỉ ngơi thì mới quay về." Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, chuyện mọi người tới thăm hỏi nàng, nàng cũng đã sớm đoán ra được, được rồi. Nhưng nhiều như vậy, nàng cũng không biết nên gặp ai trước. A à, Tát Lôi vẫn chưa về sao? Hoàng Bắc Nguyệt nói. A à, Lệ Nhã đang định nói, thì từ bên ngoài có một cơn gió đi vào. Trọng nháy mắt, A à Tát Lôi lập tức xuất hiện. Vâng. Vừa thấy mặt, A à Tát Lôi đã hít một ngụm khí, sau đó nói. Cái đó, nơi đó thực sự là rất quỷ quái động tác uống trà của hoàng bắc nguyệt hơi ngừng lại, nói lại như thế nào? a à, tát lôi ngồi xuống uống liên tục vài chén trà rồi mới hết thở dốc đem chuyện tối hôm qua mà hắn đột nhập vào bên trong biệt nguyệt sơn trang toàn bộ kể lại. biệt nguyệt sơn trang này ở nam dực quốc cũng có một chút danh tiếng nhưng không phải là bởi vì nơi đó giàu có hay là có cao nhân ở lại mà là bên trong biệt nguyệt sơn trang có rất nhiều chuyện kỳ lạ biệt người sơn trang ở thành lâm hoài nằm giữa một khe núi xung quanh cây cối ung tùm lối vào quanh co khúc khỉu mặc kệ là đi ra sao cũng lại không thể nào vào trong vùng lân cận cũng không có ai ở có tin đồn mỗi khi trăng tròn trong sơn trang này sẽ phát ra một tiếng kêu thảm thiết có một loại nguyên khí không ngừng va đập không yên khiến cho không khí trong khe núi này bị nhuộm thành một màu đỏ như máu lại có người nói trong biệt người sơn trang giam giữ một oan hồn đã tù luyện được một ngàn năm sắp hóa thành hình người trăng tròn là lúc mà nó thức tỉnh sau đó sẽ bắt hết những con giá thú tại vùng lân cận để hút hết máu lại cũng có tin đồn gần biệt nguyệt sơn trang là một bãi chiến trường cổ mười vạn quân đội đã bị phục kích bên trong khe núi toàn quân bị diệt vì vậy oan hồn của bọn họ luồn quẩn bên trong khe núi vị trí của nơi này rất đặc biệt hình dạng lại giống như một nửa vầng trăng tròn nơi trăng tròn oán linh không thể nào thoát ra được vân vần mây mây đầy những lý do hình thành ra một nơi có oán khí mạnh mẽ như vậy. Bởi vì có rất nhiều lời đồn đại như vậy, cho nên những năm qua cũng có không ít cao thủ muốn đi vào trong này để tìm hiểu đến cùng, nhưng tất cả đều trở về tay trắng. Nguyên nhân là do địa hình khe núi này phức tạp, huyền bí và khó lường, không thể nào vào được. Nghe nói năm đó, trường Thường Hà Viện Trưởng cũng đã tự mình xông vào đây, nhưng mà cũng thất bại mà đi ra. Bởi vậy, biệt nguyệt Sơn Trang này lại càng trở nên thần bí. A à, Tát lôi bên ngoài khe núi luận quẩn rất lâu Lại nghĩ ra rất nhiều cách Nhưng mà không thể nào vào trong được Cuối cùng không cách nào khác Chỉ có thể trở về để báo cáo tình hình cho Hoàng Bắc Nguyệt Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong Lại cũng hiểu đây là một chuyện rất khó Cứ tưởng rằng Biệt Nguyệt Xuân Trang này chỉ là một khe núi nhỏ bình thường Nhưng không nghĩ tới Nơi này là còn quỷ dị và kỳ quái như vậy Trước kia nàng lại chưa từng nghe nói qua Có lẽ là bởi vì nhiều năm rồi Nàng đều ở trong khuê phòng đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Nơi này lộ ra một cỗ khí tức rất là quỷ dị. Xem ra ta lại phải tự mình đi xem thử một chuyến. Vâng. A Tát Lùi đang ôm bình trà trực tiếp tu, nghe nàng nói như vậy, vội vã buông xuống. Nơi đó thực sự rất là kỳ quái. Hơn nữa mai là trăng tròn rồi, ta nghĩ để qua vài ngày nữa hắn đi. Ngày mai chính là trăng tròn vừa lúc ta lại rất muốn xem khe núi biến thành màu đỏ như máu trong lời đồn liệu có thực sự đáng sợ như vậy không hòa bắc nguyệt vẫn còn chú tâm suy nghĩ rồi nói vẻ mặt của a tát lùi xoắn suýt lại vương nếu như thực sự có quỷ vậy thì phải làm sao người sợ quỷ ba phần quỷ phải sợ người bảy phần nói tới quỷ hòa bắc nguyệt hoàn toàn không hề sợ hãi ngày trước những sự kiện thần bí quái dị nàng cũng đã trải qua vài lần cũng không hề hốt hoảng hơn nữa nàng còn có yểm là ma thú ác độc trong trời đất quỷ nào mà dám tới gần nàng chứ này người đừng có mà trông cậy vào ta ta sẽ không giúp người đâu trong lòng nàng lại vừa hiện lên ý nghĩ như vậy yểm đã mở miệng từ chối không biết kiếp trước hắn nợ nàng cái gì mà luôn bị nàng biến thành công sự công cụ sử dụng tùy thích như vậy người không thích giúp chờ ta bị quỷ giết chết sao hoàng bắc nguyệt lại trầm trọng nói đối với yểm tính mạng của nàng là rất quan trọng bởi vì một khi mà nàng chết đi thì hắn cũng không thể nào sống tiếp được quả nhiên nghe nàng nói như vậy yểm chỉ có thể hậm hực chui vào trong chỗ sâu nhất trong hắc thủy cấm lao tại sao người chịu đe dọa luôn luôn là hắn vậy quyết định ngày mai đi biệt người sơn tràng họ mất người dặn a tát lôi chuẩn bị một số món đồ cần thiết Mặc dù nàng đồng ý giúp đỡ người kia đem hộp gấm đi biệt Nguyệt Sơn Tràng, nhưng mà hắn lại phụ thân của bác Nguyệt quận chúa thật. Bây giờ chỉ cần chuyện liên quan tới phụ thân của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đều lại muốn biết rõ thêm một chút. Bởi vì hiểu biết của nàng đối với vạn thú vô cương rất ít mà muốn mở ra rất nhiều bí mật của khối ngọc bội này thì cần phải tìm hiểu về người kia. Nhóm người A Tát Lôi vừa đi, Phương Di Nương liền cho người đến mời nàng đi dùng bữa sáng. Hoàng Bắc Nguyệt lại mang theo A Lệ Nhã đi theo. Hòa viên phía trước nhà ăn, phong cảnh rất đẹp. Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, thấy Phương Di Nương vẫn đang ngồi trong phòng ăn, bên cạnh lại còn có tiêu linh đang tươi cười cùng với một thư sinh nhu nhược nàng chưa từng bao giờ gặp qua nàng vừa bước chân vào chưa tạo ra bất cứ một loại tiếng động gì thư sinh đang ngồi trên ghế kia lập tức đứng dậy quỳ xuống trên mặt đất đối với nàng làm đại lễ hắn quỳ xuống còn nói với điệu tiêu linh bên cạnh nương tử không có được vô lễ mau chóng quỳ xuống thịnh an quận chúa đi sao mà tiêu linh lại đột nhiên khó coi ngồi không yên Hòa Bắc Nguyệt vốn định mở miệng bảo hắn đứng dậy, nhưng mà không thấy tiêu linh có bất cứ động tĩnh gì, cũng lại chẳng nói gì. Chỉ đi đến vị trí của mình chính giữa ngồi xuống, dù bận nhưng mà vẫn ung dung chờ xem tiếp theo tiêu linh sẽ làm gì. Rồi vậy trong đường cùng, tiêu linh đành phải quỳ xuống rồi bắt chước tên thư sinh kia là một đại lễ. Thình an quận chúa Đại thi tí, tại sao lại phải quỳ xuống như vậy chứ? Mau đứng dậy đi. Vị này chắc là tỷ phu, lần đầu gặp mặt người một nhà cả không cần phải đa lễ trên quốc quân thần ta chỉ là một người bình thường thôi lễ nghi từ xưa tới nay không thể nào bỏ đi được thư sinh kia lại cổ hủ cố chấp nói hòa mắc nguyệt lại cười ta công tử xin hãy đứng dậy đi hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường mời vào bàn lúc này ta sư mình mới dám đứng dậy cẩn thận ngồi vào ghế tiểu linh thì đầy sự tức giận Hắn lại dám làm cho nàng mất mặt ở phía dưới bàn đá cho hắn vải gái trên đầu của tả sử minh lại đổ ra rất nhiều mồ hôi oan ức nhưng mà lại không dám nói gì cả nhìn cái tên tả sử minh này cổ hủ và ngoan cố nhưng mà cũng không phải là một con người độc ác cùng với những công tử con nhà quan bình thường rất khác nhau một người thành thật mới có thể để cho tiêu linh bắt nạt như vậy hoàng bắc nguyệt lại hò nhẹ một tiếng quay đầu hỏi phương di nương phương di Tại sao lại không thấy đại ca ca, nhị tỷ cùng với nhị ca ta? Lại còn có cả tứ muội đâu, đâu nữa? Tiêu vận đã chết từ 5 năm trước, nàng hỏi như vậy là cho có lệ. Phương Di Nương vội vã nói. Nhị cô nương, 5 năm trước đã qua đời ngoài ý muốn. Đại thiếu gia đầu quân mấy năm trước, bây giờ đang làm việc dưới quyền của thái tử. Nhị thiếu gia lại thi đố công danh, bị điều ra bên ngoài biên cương. Còn về tứ cô nương thì phương di nương nói tới đây liền vẻ mặt không vui nhìn thoáng qua tiêu linh nàng lại vội vã nói tứ muội hai ngày nay thân thể không được khỏe chờ thêm vài ngày nữa sẽ tới thịnh an quận chúa thân thể không khỏe ta sẽ đi thăm nàng ấy hoàng mắc nguyệt hạ đũa rồi đứng dậy chờ một chút tiêu linh lại vội vã hoảng sợ giữ nàng lại tứ muội muội lại có bệnh truyền nhiễm sợ lây cho quận chúa phải không còn người lạnh lẽo của hoàng bắc nguyệt đảo qua sát khí sắc bén nhìn thẳng vào yết hầu của tiêu linh hơi thở sơ sát và tiêu điều đáng sợ tới mức khiến cho tạ sư minh ngã ngồi xuống ghế quỳ ở trên mặt đất dập đầu quận chúa bớt giận quận chúa bớt giận hoàng bắc nguyệt lạnh lùng nói bệnh truyền nhiễm sao năm đó bệnh của ta cũng không phải là bệnh truyền nhiễm đó sao nặng nàng... Mau mang ra đây Hoàng Bắc Nguyệt lại hét lớn, lời nói của tiêu linh lại tới cô họng, lại phải nuốt trở về. Cả người run rẩy không ngừng, một câu cũng không dám nói. Thực sự là đáng sợ, so với 5 năm, năm trước, lúc mà nàng từng roi giết chết một tên gia đình, lại càng đáng sợ hơn nữa. Phương Di Nương lại vội vã vào thị nữ bên người. Hương ngầm, mau chóng đi mời tứ cô nương ra. Vâng. Nhà hoàn tên là Hương ngầm đó, lập tức chạy vội vã đi, Sắc mặt của tiêu linh trắng bệch ngồi bệt xuống ghế Hai tay lại nắm chặt lấy váy của mình Tay bóp chặt móng tay Đâm vào thịt của chính mình Một lúc sau Hương ngâm mang tới một người gầy trơ xương Thiếu nữ quần áo tà tơi Người kia lại nhắm mắt lại Trên mắt còn có một vệt máu Nhìn rất kỹ sẽ thấy đó là dấu vết bị kim khâu may qua Còn một số vết thương khác Cũng lại có dấu vết bị khâu lại như vậy Về phần những vết thương ở trên người Không cần nhìn Cũng lại biết có bao nhiêu sự thê thảm trong lòng phát lạnh hoàng bắc nguyệt đối với cực hình tàn khốc một chút cũng lại không hề sợ hãi điều khiến cho trái tim của nàng lạnh lẽo đó chính là kẻ yếu thế bị làm nhục nhá như vậy không bằng chịu một đau giết chết cho thoải mái năm năm trước nếu như không phải là hoàng bắc nguyệt có hoàng thượng và thái hậu chống đỡ sau lưng kết cục của nàng có phải là cũng thê thảm và khủng bố như vậy không nặng nề đập tay lên trên bàn hoàng bắc nguyệt lại đột nhiên đứng dậy hai trong mắt lạnh lẽo bắn về phía tiêu linh trong lòng tiêu linh lập tức co rúm cả người yêu đuối từ trên ghế trượt xuống lại quỳ trên mặt đất di di nương nghe được tiếng đập bàn miệng của tiêu nhu lại mơ hồ phát ra âm thanh không rõ sợ hãi hoang mang tựa vào hướng phương di nương phương di nương lại dùng tay vuốt vuốt lưng của nàng đừng sợ tam tỷ của ngươi đã trở lại rồi tam tam tỷ tỷ mồi của tiêu nhu mấp máy vài lần mắt của nàng máu mè nhảy nhụa chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang đứng trong nhà ăn bộ dạng xinh đẹp và khéo léo trẻ giấu khí phách trông trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo rất quen thuộc bóng dáng như vậy quả nhiên rất quen thuộc đại tỷ vốn là máu mủ tình thâm cùng cội cùng nguồn tâm địa của tỷ độc ác như vậy không sợ rằng truyền ra bên ngoài sẽ không có ai dám tới gần tỷ sao ta ta ác độc, cô ta thì sao? năm đó lúc mà mẫu thần cầm di nương của cô ta có quyền thế đã khiến cho ta nhục nhã như thế nào chứ? Tiểu Linh bỗng nhìn lại cô lấy càn đàm lớn tiếng lên nói, nàng ta đâu phải là một người hận người vô duyên vô cớ, nếu như không phải là ngày trước cầm di nương khắp nơi làm khó cho nàng, cùng với sự khinh thường sỉ nhục của Tiêu Nhù thì nàng làm sao có thể sinh ra oán hờn như vậy? Ta không sợ người khác nghĩ ta như thế nào. Có thể làm bản thân vui vẻ Vậy thì cần gì phải quan tâm đến lời nói của bên ngoài Mấy câu nói này của tiêu linh Lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt có vài phần tán thưởng Nhưng mà nàng mãi mãi khinh bỉ tiêu linh Bởi vì nàng ta không dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiêu ngạo Ngày trước Cầm di nương có quyền Nàng ta đi nịnh bợ người ta Xỉ nhục chửi rủa mẫu thân của chính mình Bị tiêu nhù và cầm di nương coi như là Cũng coi thường như vậy Đó là đáng đời nàng Bây giờ mẫu thân của nàng ta có quyền Lại cắn ngược lại chủ nhân cũ đó chính là lý do chính nàng lại khinh thường tiêu linh tốt đại tỷ có bản lĩnh nhưng mà thanh danh của phụ trưởng công chúa vẫn còn không thể nào vì tỷ tỷ là người nhà mà không tôn trọng gia quy đại tỷ đừng có nên đến ở trong phủ này nữa người người lại muốn đuổi ta đi sao người dựa vào cái gì ta cũng là nữ nhi của tiêu gia tiêu linh lớn tiếng quát hoàng bắc nguyệt lại cười khẽ tỷ là nữ nhi của tiêu gia nhưng đây là phủ trưởng công chúa nương ta ở đây ta không đi nói không lại tiêu linh lại bắt đầu cãi cùn còn người hoàng bắc nguyệt nghiêm lại đám người a tát lôi đứng bên ngoài lập tức đi vào hùng giữ khoanh tay nhìn chằm chằm tiêu linh được tốt cho hoàng bắc nguyệt ngươi ngươi không muốn ta có thứ tốt có phải không ta thực sự vất vả lắm mới có ngày này mọi thứ đều đã bị ngươi hủy hoại tiêu linh lại đứng dậy hận thù lại trừng mắt nhìn nàng người cứ chờ đi ta sẽ không để yên như vậy đâu xin quận chúa hãy thứ tội quận chúa thứ tội thấy tiêu linh khí thế rời đi như vậy tả sư minh cũng vội vã đứng dậy vừa cúi đầu nhận lỗi vừa chạy theo tiêu linh hoàng bắc nguyệt lại nhìn thoáng qua bóng dáng của bọn họ quay lại nói với phương di nương đại tỷ tỷ có thể gả cho tài nhị công tử cũng xem như là tỷ ấy may mắn Phương Di Nương lại thở dài. Đáng tiếc là nó lại không hiểu điều đó. Đang ở trong sung sướng nhưng lại không hề biết. Nhiều năm trôi qua, Phương Di Nương cũng không còn hy vọng gì tại tiêu linh. Nếu như này một chút đau khổ cũng giống như là do nàng sinh ra. Cũng may mà nàng suy nghĩ thoáng, lại không tự mình đa sầu đa khổ. Tạm tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ rất nhiều. Tiêu nhu lại khóc lóc quỳ xuống bên chân Hoàng Bắc Nguyệt không cần phải cảm ơn ta tứ muội muội cũng không phải là ta giúp muội ta chỉ lại không thích người ỉ thế ức hiếp kẻ khác lần này muội chịu khổ rồi sau này nên hiểu được giữ phép tắc làm người tiêu nhu vội vã gật đầu như là gà mổ thóc ta ta biết rồi hoàng bắc nguyệt gật đầu lại cho người mang tiêu nhu xuống rửa mặt trải đầu nhân tiện mời đại phu tới xem sau đó mới cùng phương di nương ngồi lại ăn bữa sáng mà phải rồi sáng thái hậu lại phái người tới mời quận chúa tiến cung ta lại không biết người có muốn đi hay không cho nên đã phái người chuyển lời lại phải hỏi ý kiến của người trước phương di nương dịu dàng nói ta không muốn đi ta lại không hề thích vào trong cung uống hết một chén cháo đã lâu rồi không được nếm hương vị đồ ăn của nhà cảm giác thực sự thoải mái phương di nương lại cũng không quá bất ngờ với quyết định của nàng lại cười gật đầu quận chúa sức khỏe của thái hậu hai năm nay đúng là không được tốt cho lắm phương di ta xem di nương giống như là người trong nhà không cần phải gọi quận chúa xa cách như vậy cứ gọi tên vậy là được hoàng bắc nguyệt lại mỉm cười cắt đứt lời nói của nàng chuyện trường công chúa huệ văn là do thái hậu hại chết phương di nương vẫn còn không biết vậy cho nên dù năm năm đã trôi qua nhưng mà hoàng bắc nguyệt vẫn không thể nào quên đi được lúc này đi gặp thái hậu bầu không khí khó xử cũng không giúp ích được gì ngược lại sẽ làm cho lão nhân gia càng thêm lo buồn phương di nương ảo não hốc mắt ửng đỏ lại gật đầu được thôi nguyệt nhi à người không muốn tiến cùng thì ta ta cũng sẽ không ép buộc người nhưng đúng là vẫn có chuyện di nương nói với người vậy phương di nói đi hòa mắc nguyệt thản nhiên cười tính cách phương di nương lại không hề quan tâm tới danh lợi không biết là có chuyện gì lại muốn nói với nàng phương di nương lại buông đũa bát phất tay ra hiệu cho toàn bộ nhà hoàn lui xuống sau đó nhìn thoáng qua a tát lôi đứng bên cạnh bảo vệ cửa lại có một chút khó xử Họ mắc nguyệt đành phải bảo bọn họ ra ngoài hết Nguyệt Nhi, năm nay Người cũng đã 17 tuổi rồi, nữ tử ở trong nước tới cái tuổi này đều đã phải lập gia đình. Người cũng nên lo lắng một chút chuyện đại sự cả đời chứ. Phương Di Nương vẫn còn sợ nàng sẽ ngượng ngùng, vì vậy nói chuyện cũng có một chút khéo léo hóa ra phương di nương lại muốn nhắc đến hôn sự của nàng họ mắc nguyệt lại hào phóng cười rộ phương di một cuộc hôn nhân tốt không phải là nói muốn là có thể tìm được còn phải xem duyên phận nữa thấy nàng không ngại ngùng giống như là những thiếu nữ bình thường phương di nương cũng nói thẳng nhân duyên tốt ở đây ta cũng đã có một lựa chọn không tồi bất kể là nhân phẩm tính cách hay là diện mạo hay là gia thế lại đều rất xứng đôi với người hơn nữa ta cũng đã quan sát hắn đến hai năm nay rồi hắn cũng lại rất là thích người ồ người này là ai vậy tại sao nàng lại không biết ở nam dược quốc lại tồn tại một nam nhân nào đó tài năng như vậy chứ phương di nương lại vừa định nhắc tới người này thì hương ngâm từ bên ngoài chạy vào lại nói quận chúa di nương thái tử điện hạ đã tới rồi ừ. Nhắc tới liền đã xuất hiện rồi Đúng là khéo quá Phương Di Nương lại vui vẻ nói Hòa Mắc Nguyệt lập tức ngẩng đầu Có một chút giật mình Người mà Di Nương đang nhắc tới Chẳng lẽ là Phương Di Nương lại lập tức gật đầu Vừa vặn thân lại càng thêm thân Thật tốt mà Nguyệt Nhi Nếu nhân nam dự quốc này đều mơ mộng được gả cho Thái từ Điện Hạ Người không thể nào bỏ lỡ mất đâu Nhìn Phương Di Nương vui vẻ như vậy Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ cảm thấy rất đau đầu Vẫn còn rất nhiều chuyện Phương Di Nương không biết Hiện tại Hoàng thượng Thái Hậu Ngay cả chiến giá cũng lại nghĩ rằng Bọn họ là huynh muội ruột thịt Nếu như nói hồn sự này ra Thực sự lại rất kỳ quặc Phương Di Nàng đang định giải thích Bên ngoài lại truyền tới những tiếng bước chân Phương Di lập tức đứng dậy Hành lễ nói Tham kiến Thái tử Điện Hạ Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể xoay người Vẻ mặt mỉm cười và bình tĩnh trên người chiến giá là quân phục Rõ ràng từ ở trong doanh trại về Lập tức tới đây để thăm nàng Trên tóc vẫn còn dính một lớp xương sớm Xem ra đang rất mệt mỏi Mùa đã trở lại rồi Câu đầu tiên liền hỏi cái này Trong giọng nói ẩn chứa biết bao nhiêu sự lo lắng Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi chua xót Lại gật đầu nói Ừ um, Ta đã trở về Chiến giá nhìn nàng Đột nhiên lại không biết nên nói cái gì tiếp theo khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vì dính khí lạnh mùa thu cho nên có phần hiện ra không rõ phương di nương nhìn bọn họ như vậy liền biết có hy vọng che môi cười trộm bảo nha hoàn mang thêm một ít điểm tâm sáng rồi lại dẫn người ra ngoài Di nương, lão đại của chúng ta. A à, Tát lội ở bên ngoài lại thấy Phương Di Nương đi ra, liền ngó đầu vào bên trong nhìn. Phương Di Nương lại nói. Ấy, đừng có nhìn, Thái tử điện hạ của Vinh Nguyệt Nhi lại cần ôn lại chuyện xưa Nói không chừng Lại có thể thành một mối nhân duyên tốt Nhân duyên tốt A à Tát Lôi lại cố gắng vươn đầu vào trong mở to mắt ra mà nhìn Chẳng lẽ Là đang nói Lão đại của chúng ta Lại cùng với thái tử chiến giã sao Phương Di Nương lại cười cười gật đầu A à Tát Lôi đột nhiên lại hiểu ra nói Thì ra lại như vậy Ta hiểu rồi Phương Di Nương lại rời đi vô cùng vui vẻ. A Lệ Nhã lại khó hiểu lại gần. Ca, Huynh hiểu được cái gì thế? Ngốc vậy. A Tát Lôi lại dùng ngón tay bắn nhẹ lên trên trán của A Lệ Nhã. Ngày trước, Phong Liên Dực có ý với vương của chúng ta. Vương không có tỏ thái độ. Phong Liên Dực cũng lại không hề có tiến triển gì. Hóa ra vương và thái tử trên Giá mới là một đôi. À, ha, ha. vương là Bắc Nguyệt quần chúa, với thái tử điện hạ là thanh mai chúc má lớn lên cùng với nhau từ nhỏ. Làng kỵ trúc má lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đúng là hai đứa nhỏ vô tư. Ho, 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 ho. Hóa ra lại như vậy sao? A à, lệ Nhá lại cũng hiểu ra. Giọng của A Tát lùi rất lớn, chiến giá vừa ngồi xuống trong nhà ăn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt cũng nghe được. Cả hai người lại sợ run một chút, lập tức mỗi người một suy nghĩ. Hòa Mắc Nguyệt có một chút bất đắc dĩ, lại nghĩ thầm, lúc nữa phải dạy dỗ cái tên tiểu tử lớn giọng kia một bài học mới được. Trong lòng chiến giã lại có một chút đau xót, tay lại cầm đũa hơi run. Hắn lại không có tư cách thích nàng. Khi mà nàng còn nhỏ bị người khác bắt nạt, hắn lại không thể nào ở bên cạnh để bảo vệ. Khi mà nàng lớn lên, lại chỉ phát hiện ra thân phận thật của hắn và nàng. Nhưng như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là một kết quả tốt. Nếu như lúc trước rơi vào trong hố sâu, khi mà phát hiện ra sự thật, vậy thì lại càng đau khổ và sợ hãi bọn họ nói chuyện luôn luôn không biết giữ mồm giữ miệng thái từ điện hạ nên ăn một chút đồ ăn sáng này đi đồ ăn này lại có vị không tồi họ mắc nguyệt tiện tay múc cho hắn một chén cháo vì muốn che giấu sự xấu hổ chiến giá lại cúi đầu một mạch mà ăn sau khi trở về từ bắc diệu quốc hắn ăn cơm cũng lại chẳng thấy ngon bây giờ lại cảm thấy rất tốt sáng nay lại có tin tức từ bắc diệu quốc chuyển tới nói ở đó đã bắt đầu chuẩn bị đón tân hoàng đế đăng cơ ăn được một nửa chiến giá ngẩng đầu lên mặt của hoàng bắc nguyệt lại không có bất cứ biểu cảm gì lại chỉ thản nhiên gật đầu ngôi vị hoàng đế bắc diệu quốc đã để chống lâu như vậy rồi đúng là nên ngành lập tâm quân tân hoàng đế chính là phong liên dực chuyện này đối với nam dực quốc cũng xem như có lợi Thái độ của hắn đối với Nam Dược Quốc, tình cảm hữu nghị cũng lại rất tốt. Chiến giá nói xong lại cũng nhíu lại chân mày. Quả nhìn hắn vẫn nhớ tới một số chuyện kỳ lạ tại Bắc Diệu Quốc. Hòa mắt Nguyệt lại nhìn về mặt hắn như vậy. Lúc Huynh vẫn còn đang ở Bắc Diệu Quốc, chắc là cũng đã từng nghe nói qua. Chiến giá hơi gật đầu, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần hăng hái. Con nói hắn sẽ cầu kết với người Tu La Thành. Nhưng mà anh dạ nói Với tính cách kiêu ngạo của hắn Sẽ không có quan hệ gì với người của Tu La Thành đâu Vậy Huy nghĩ sao? Nàng biết ở trong lòng anh dạ Phong Liên Dực lại giống như một vị thần Một chút khuyết điểm nho nhỏ cũng không có Nhưng mà nàng lại rất muốn biết Chiến giá suy nghĩ như thế nào về chuyện này Con người sẽ luôn luôn thay đổi Hơn nữa Hắn vẫn còn đang ở vị trí như vậy Không có khả năng vĩnh viễn không thay đổi được Chiến giá cũng bình thản đáp lại mỉm cười đáy mắt của hoàng bắc nguyệt mang thêm một tia chùa sót và bất đắc dĩ quả thực con người đều sẽ thay đổi hình như mỗi là có chuyện gì đó muốn nói chiến giá hỏi trầm lặng thật lâu cúi đầu dùng chiếc đũa gửi miếng thịt trong bát tóc trước lại che lấp vẻ lo lắng nùng đậm ở trên mặt mí mắt lại hạ xuống có một chút u buồn chiến giá hãy cẩn thận chú ý phong liên dực hắn bây giờ và lúc con ở Nam Dược Quốc Thực sự không có giống nhau Chiến giá ảo não lại nhíu mày Hắn Thực sự đã cấu kết với người Tu La Thành sao Cấu kết Hòa Mắc Nguyệt lại khẽ lắc đầu Rồi hơi mỉm cười Nếu như chỉ đơn giản như vậy Vậy thì tốt rồi Thấy nàng lắc đầu Đầu tiên chiến giả lại thở ra một hơi nhẹ nhõm Sau đó lại thấy nụ cười ảm đạm của nàng Tinh thần lại trở nên ngưng trọng hắn biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy gần đây tu la vương mới đăng cơ triệu hồi ra ma thú vương tộc chuyện này người ở trên đại lục tạp nhĩ tháp ai cũng biết đúng như vậy họ mất nguyệt lễ trầm giọng nhưng mà không ai biết tu la vương mới ngày kia trước là tù nhân phong liên dực tại nam dực quốc cũng không có ai hiểu được thân thế của hắn như vậy nhưng mà lại chịu nhẫn nhịn tại nam dực quốc này bao nhiêu năm Nàng bình tĩnh nói lại mọi chuyện, không hề tức giận, chỉ có một sự bình thản đến cực độ, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Nàng bình thản như vậy, khiến cho đôi đũa trên tay của chiến giá rơi len keng một cái. Bình thường, hắn lại luôn luôn trầm tính, bây giờ lại cũng phải khiếp sợ. Nếu như biết chuyện này không biết sẽ có bao nhiêu người hoang mang. Phong liên dựng, lại chính là Tu La Vương. Chiến giá đột nhiên lại đứng dậy. Bác Nguyệt, tin tức này của muội Liệu có chính xác hay không? Ta cũng rất hy vọng chuyện này là giả dối. Hồ Mắc Nguyệt lại một tay chống cầm, nhìn qua thấy rất thanh cao và lịch sự Tóm lại, cẩn thận là tốt nhất. Bữa sáng mới ăn được một nửa, chiến giá cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Xảy ra một chuyện lớn như vậy, hắn phải trở về bẩm báo với Phụ Hoàng, tập hợp quan lại đại thần, cùng nhau bàn tính xem nên tiếp theo làm như thế nào. Tù La Vương sắp trở thành hoàng đế của Bắc Diệu Quốc, nếu như có lực lượng của Tu La Thành giúp đỡ vậy thì Bắc Diệu Quốc và Nam Dực Quốc luôn luôn đấu tranh chỉ sợ sẽ phải nhận hết tai ương trước khi Phong Liên Dực đăng cơ lại có thể sai người ám sát hắn đó là cách tốt nhất nhưng chiến giã. thấy hắn sắp đứng dậy Hoàng Bắc Nguyệt liền ngước mắt lên việc ám sát hắn là không thể nào làm được mà thú vương tộc của Tu La Thành lại có sứ mệnh về bảo vệ Tu La Vương mà thú lại rất mạnh luôn canh chừng bên người hắn căn bản không thể nào ra tay được ngày trước đi theo phong liên dực cũng may vẫn được nghe một số chuyện có ích nếu như biết được tin này chỉ sợ tất cả những nước khác đều sẽ phái người đi giết chết hắn chiến giã lại thở dài ám sát hắn cũng chỉ là tùy tiện nghĩ ra cách này khi nói thì luôn luôn dễ hơn khi làm Hoàng Bắc Nguyệt lại biết sức mạnh của nàng lúc này không thể nào giúp đỡ được gì. Trừ khi nàng giải được bí mật của vạn thú vô cường, sức mạnh này lại vô cùng sâu sắc. Năm đó, người kia lại chỉ dùng sức mạnh của bản thân, đã đánh quang diệu điện và Tu La Thành phải thoái ẩn giang hồ, khiến cho Tu La Vương ngành trước phải chết đi. Nếu như nàng có được sức mạnh của vạn thú vô cường, vậy thì có thể thử một lần. Nhưng mà bây giờ, nàng sẽ không có ngốc ngách tự mình chui đầu vào giọt. Phong Liên Dực bây giờ không còn như ngày xưa, Điều kiện quan trọng nhất của Tu La Vương muốn đăng cơ Đó là phải đoạn tình tuyệt ái Bây giờ hắn đã không còn biết nàng là ai nữa rồi Hắn sẽ không vì nàng Là hoàng bắc nguyệt Mà ra tay nhẹ nhàng với nàng Nàng đâm hắn một đào Trời hắn một vố lớn như vậy Bây giờ chắc chắn hắn đang nghĩ ra cách nào đó để trả thù nàng Những lúc như vậy Nàng thực sự lại không muốn tự chui đầu vào chỗ chết Không thể nào nghĩ ra cách gì khác Chiến giá lại chỉ có thể hồi cùng trước Đầu tiên lại phải giấu chuyện này không để cho anh dạ biết anh dạ lại thích phong liên dực từ nhỏ tới giờ nếu như mà biết hắn đã trở thành tu la vương không biết nàng ấy sẽ đau lòng tới mức nào yên tâm đi anh dạ cũng là người thân của ta hoàng bắc nguyệt nói như vậy đều là những từ xuất phát từ trong đáy lòng tuy nàng biết chiến giá và anh dạ không phải là anh em ruột thịt với mình nhưng mà bọn họ vẫn là họ hàng nhưng chiến giã nghe được câu này lại bắt đầu ảo não trên mặt hiện ra một nụ cười chua xót khuôn mặt tuấn tú u ám trong lòng lại thầm nghĩ chắc chắn những lời mà a tát lôi nói ở bên ngoài nàng là có để ý cho nên mới nhắc khéo hắn như vậy bọn họ là người thân cũng không có gì ngoài quan hệ đó nhìn trên giã buồn bã rời đi suy nghĩ lại lời mình vừa nói lại đột nhiên nhận ra chắc là đã làm cho hắn hiểu lầm rồi định giải thích nhưng mà phát hiện như vậy thì cũng tốt nên đành phải im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn bạn họ không có quan hệ huyết thống chuyện này có nên nói cho chiến giã biết hay không nhưng cho dù hắn biết thì có như thế nào chứ nàng biết tình cảm của chiến giã dành cho nàng vấn đề là nàng cũng chỉ coi hắn như là một người anh trai của mình thôi đi ra đến cửa thấy a tát lồi vẫn còn đang tùm tìm cười hoàng bắc nguyệt lại lườm hắn một cái lúc trước tử diệu nói muốn đi theo người học tập tại sao người lại không dạy hắn Thấy Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện không liên quan gì đến chiến giá, A Tát Lôi lập tức ngạc nhiên. Vâng, lúc nào ngài cũng quan tâm tới chuyện của người khác, khi nào thấy mới chịu chú ý tới chính mình chứ. Ngươi còn dám hỏi ta sao? Không phải là ngươi cũng như vậy sao? Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hay là để ta bảo Phương Di Nương chú ý một chút, tìm người có thể quản giáo được ngươi? A Tát Lôi nghe nàng nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lấy cớ còn phải dậy phòng nhã ngọc, chạy trốn mất tiêu họ bắc nguyệt lại lắc đầu cười nếu như là một người thích tự do muốn ổn định cũng không hề dễ dàng như vậy vương a à lê Nhá lại đỏ mặt nhỏ giọng trong lòng của người đối với thái tử chiến Giã, là có hay không ai trước mắt ta vẫn còn rất nhiều chuyện đâu có tâm trạng nào mà lo lắng mấy cái việc đó giọng của hoàng bắc nguyệt đều đều đi đến trước lưu vân các lại ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u Lúc này nơi bác diệu quốc Không biết hắn đang làm cái gì chứ Đăng cơ trở thành vương Phong liên dực Lần tiếp theo ta và chàng gặp nhau Liệu có phải sẽ ở trên chiến trường không Trên bầu trời ánh trăng tạo thành một vòng tròn ánh sáng rất lớn Có một vài đám mây đèn chậm rãi trôi đi Hiện ra bề mặt có một vài lúm đốm màu đỏ Bên ngoài khai núi gió thổi không ngừng Có một luồng khí rất bất an Từ chỗ này ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh trăng sẽ cảm thấy nó rất tròn vô cùng quỷ dị tối nay là một đêm trăng tròn có một hơi thở kỳ lạ nào đó di chuyển từ trong khe núi nhưng mà thoáng một cái nhìn lại không thấy gì hết chỉ có sương mù từ bên trong trôi ra ngoài xem ra bên trong khe núi này lại giống như là một mê cung vâng mà kệ là chúng ta đi theo hướng nào thì cũng sẽ hướng ra bên ngoài nhớ lại chuyện tối hôm trước A Tát Lôi cao mày nói: Đây là trận pháp bí ẩn, chuyên dùng để phong ấn nguyên khí. Loại trận pháp như vậy lại không có chiến thuật cố định, cho dù là có cao thủ lợi hại ra sao cũng không cách nào phá ra trận này để đi vào được, trừ phi người có nguyên khí phong ấn nơi này. Hoa Bắc Nguyệt lại chăm chú nhìn xung quanh, liền nói như vậy. Loại trận pháp như vậy trước đây đã từng nghe nói từ Linh Tôn. A Tát Lôi nghe thấy nàng nói như vậy, thoáng cái liền mất hết tinh thần nói như vậy nếu như không có sự trợ giúp và cho phép của người lập ra trận pháp này vậy thì căn bản là không thể nói chúng ta vào bên trong được nếu như bây giờ đem nơi này nổ tung đi thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thầm nghĩ, A Tát Lôi này càng ngày càng giống với Hồng Liên, gặp phải chuyện gì cũng nghĩ tới muốn cho nổ. người cũng biết đó, đối với bất cứ một trận pháp nào nếu như dùng bạo lực để mà giải quyết thì cuối cùng cũng chỉ có khiến cho đôi bên chịu thiệt thòi trận pháp này chỉ sợ lại không có chức năng phòng thủ và giam cầm mà lại còn có cả chức năng công kích nữa a tát lôi lại nuốt xuống một ngụm nước miếng cũng may lúc đó mò mẫm không có thấy lối ra hắn lại vẫn dáng kìm chế không có nổi điên san bằng nơi này còn nếu như không thì nếu như vậy vậy thì chúng ta phải làm sao nương theo ánh sáng xuyên qua kẽ lá a tát lôi lại mơ hồ nhìn thấy được nửa bên mặt đang mang theo nét tươi cười của hoàng bắc nguyệt về mặt như vậy giống như là mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay tâm trạng vừa rồi xuống thấp a tát lôi trong nháy mắt lại trở nên bừng bừng sức sống hắn lại chỉ biết rằng trên cõi đời này không có chuyện gì mà ra dạ chi vương của họ không làm được vương người đã nghĩ ra biện pháp nào đó rồi a tát lôi lại nịnh nọt hoàng bắc nguyệt lắc đầu không có nói xong liền bước về phía khe núi bên kia hả a tát lùi lại há hốc mồm vội vã theo sau vương vậy người tính làm gì vậy ừ uhm... vậy thì thử làm theo cách của ta xem sao hoa mắc nguyệt lại nhảy xuống từ trên một tảng đá lớn thân thể chợt lóe sáng đã xuất hiện bên cạnh đám sương mù bên khe núi đối diện a tát lùi nhìn thấy hoa cả mắt sau đó lại bắt đầu trầm trồ trong lòng thực sự là lợi hại tốc độ như vậy ngay cả hắn cũng phải mặc cảm không có sánh bằng nguyên khí đặc biệt sao Hỏa mắc nguyệt lại thoáng cái chậm ngâm lập tức lấy vạn thú vô cường ra một đám khí đèn chậm rãi từ đầu ngón tay tràn ra ngoài theo sự chỉ đạo của nàng bay về nơi sương mù tụ tập nếu như nàng là người kia như vậy thì nàng nhất định sẽ chọn được lực lượng của vạn thú vô cường bởi vì trên cõi đời này nguyên khí màu đen của vạn thú vô cường chính là thứ có một không hai nguyên khí màu đen chuyển động một vòng bên trong không trung nhờ vào lực lượng cường đại của vạn thú vô cường sương mù nhạt dần bên trong một phạm vi nhỏ vậy nhưng mà lại khiến cho người ta thất vọng đó chính là cái hở đó vừa xuất hiện thì đã màu trắng bị đám sương mù xung quanh bổ sung lại không phải sao hòa mắc nguyệt thất vọng nàng lại thử kiên trì thêm vài lần kết quả vẫn như cũ vạn thú vô cường là một bảo vật hiếm có trong thiên địa có lẽ người kia lại sợ có người lấy được vạn thú vô cường xong thì sẽ chạy tới đây khai phá hàng ổ của hắn đó mà. Yểm lại châm biếm nói. Cũng phải, vạn thú vô cường quả thực rất chỉ là phách lối. Hòa Mắc Nguyệt cũng không hề đáp trả. Nàng lại cất vạn thú vô cường đi. Sau đó lại lấy cây trầm bạch ngọc liên hoa mà nhã hoàng hậu đưa tới. Người của Quang Diệu Điện muốn cướp lấy cây trầm này. Vậy chẳng lẽ là bởi vì muốn vào trong này sao? Yểm lại nghiêm túc suy nghĩ. Thử xem sao. Hòa Mắc Nguyệt đơn giản đáp một câu, sau đó dừa cây trầm bạch ngọc liên hoa vào trong sương mù. Nhưng đều làm cho nàng kinh ngạc đó chính là, sau khi đưa cây trầm này vào bên trong, sương mù lại vẫn chẳng hề có một chút nào phản ứng. Yểm cũng a à lên một tiếng, tỏ ra vẻ vô cùng khó hiểu. Vạn thú vô cường vô dụng, cây trầm bạch ngọc liên hoa này cũng vô dụng. Vậy thì rốt cuộc cái gì mới đúng đây? Này, người và người kia đều lại có trùng huyết thống. Hay là người cứ lấy ra một chút máu xem? Yểm lại xấu xa đưa ra đề nghị. <laughs> chẳng lẽ người kia lại biết người chuyển đồ về giúp hắn lại là con cháu của hắn hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh lùng hừ một tiếng. Người nói cũng đúng, đồ vật này cũng chẳng có gì quý giá cả. Cũng chỉ là tóc cùng với một bức thư. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể giúp hắn đi chuyển đồ thôi. Yểm lại cười ha hả xem ra lại muốn trêu chọc Hoàng Bắc Nguyệt đấu khẩu với hắn. Hoàng Bắc Nguyệt vốn định lừa hắn đi như thường, nhưng mà khi nghe đến hắn nói xong câu đó Trái tim của nàng đập mạnh một cái Sau đó lớn tiếng Yểm không ngờ Cũng có những lúc người rất là thông minh Yểm lại ngỡ người Tình huống gì vậy Nàng chẳng những không nổi giận Mà lại còn khen hắn sao A à, Tát Lôi đi ở đằng sau Hoàng Bắc Nguyệt cũng thắc mắc Nhìn trái ngó phải Rốt cuộc là Vương đang nói chuyện với ai vậy nhỉ Cổ tay của Hoàng Bắc Nguyệt vừa lật có một chiếc hộp gỗ xinh đẹp lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng lại mở khóa gài của chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong là một trang giấy trắng tào nhã cùng với một lọn tóc đen bóng. Đó là tóc của trưởng công chúa Huệ Văn. Nếu như nàng đoán không sai, đó chính là thứ mấu chốt để mà phá giải ra trận pháp này. Bởi vì chỉ có người lấy được hộp gỗ từ chỗ của hắn mới biết được biệt nguyệt sơn tràng. Cũng là chỉ có người chịu giúp hắn mới có thể phá giải ra trận pháp này. Giỏi cho một tên vấn thiên tâm cơ thâm trầm trong nháy mắt khi mà hộp gỗ được mở ra khu vực trung tâm của đám sương mù thoạt nhìn lại giống như hư vô mờ mịt lại vừa cực kỳ chắc chắn đột nhiên lại xuất hiện một cái lốc xoáy rất lớn trong lốc xoáy này vang lên những tiếng giết gào thảm thiết của ma quỷ bức tường sương mù nhìn không thấy điểm cuối chậm rãi tách thành hai sương khói mông lùng lại men theo vách núi hai bên bay lên trên cao nơi sương mù tách ra xuất hiện một con đường biến hóa đột ngột như vậy làm cho a tát lôi nhìn đến mức độ trợn mắt há hốc mồm chờ chờ đã hắn vẫn còn chưa nhìn thấy rõ ràng đó nha rốt cục thì vương đã làm như thế nào vậy tại sao đột nhiên lại dùng một cái đã đành thành như vậy rồi vương hắn lại vừa định đặt câu hỏi hoàng bắc nguyệt đã màu chóng đi chân vào trong con đường nhỏ sau đó lại còn không quên vẫy tay với hắn ngươi vẫn còn không chịu qua đây sao A Tát Lồi vội vã bước qua, khi mà nhìn thấy hai bức tường sơn, sương mù, đổ sộ to lớn hai bên, hắn lại không khỏi mở miệng tấm tắc khen ngợi. Lợi hại, quá là lợi hại, có thể xây dựng lên một trận pháp khổng lồ như thế này, người bày trận lại còn cương đại tới trình độ nào nữa. Hắn lại ngừng đầu lên nhìn, chỉ thấy một vùng sương mù cuồn cuộn bay về phía trước. Bầu trời là một mảnh tối đen không biết cao bao nhiêu, đừng nói là ánh trăng tròn, ngay cả nửa ngôi sao cũng không có nếu như đã biết người này rất mạnh, vậy thì sau khi đi vào người phải cẩn thận một chút. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở, chỉ sợ A Tát lôi tính tình hấp tấp lại kéo ra một đống tai họa gì đó. Trình mắt nhìn thấy tràng cảnh như vậy, hùng vĩ, A Tát lôi đương nhiên lại cũng biết phải thực sự cẩn thận, bởi vậy hắn lại chỉ gật đầu, nghiêm trang đi theo sát phía sau của Hoàng Bắc Nguyệt. Khe núi này tuy không lớn nhưng mà lại có sương mù bao phủ, hai người cẩn thận đi vào bên trong hành tàu vốn lại không ít thời gian mới nhìn thấy điểm cuối của sương mù. Đập vào mắt là ánh trăng sáng tỏ cùng với cây cối xanh um. Giữa cuộc thì cũng đã tới nơi rồi. a lùi lại thở vào nhẹ nhõm ra một hơi. Khi ở quanh sương mù, thời thời khắc khắc đều sẽ phải đề phòng cảnh giác, chỉ lo lắng không biết cơ quan gì đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình hay không. Bước ra khỏi sương mù, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy con đường vừa đi qua lần nữa lại bị sương mù phủ kín. Hòa Mắc Nguyệt ngừng đầu nhìn khu rừng trước mắt, lại chỉ thấy nó cũng không khác gì mấy với những khu rừng bình thường. Cùng lắm là thanh tịnh và yên tĩnh hơn một chút. Ngẫu nhiên sẽ có tiếng chim hót vang lên, thanh âm trong trẻo, quẩn quanh bồi hồi. Ngoài ra, còn có thể nghe thấy những tiếng nguồn suối nước, chuyển động cùng với tiếng nước chảy dốc rách phía xa. Hai người lại chậm rãi đi dọc theo một con đường nhỏ rát lá bằng. Ven đường, lại ngẫu nhiên xuất hiện một vài bức tượng đá ẩn giấu sau những ngành cây tươi tốt xanh um. Lúc mà vừa nhìn thấy, A Tát Lôi lại bị dọa cho hết cả hồn, lại còn tưởng rằng bản thân hắn đã rơi vào trong mai phục của kẻ thù. Cho tới khi Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên đi qua, dùng tay vạch ra cành lá, làm lộ ra một bức tượng giá thú được điều khắc vô cùng sống động bên trong, A Tát Lôi mới đỏ mặt cười rộ. Chìm sợ cảnh cong, quả thực chính là chim sợ cảnh cong. Những bức tượng giá thú này đều lại dùng một loại đá tảng màu đen không biết tên là gì, điều khắc mà thành. Thoạt nhìn lại vô cùng sống động, nhất là cặp mắt ánh mắt đó lại luôn tỏa ra một loại áp lực bức bách người khác, giống như là bọn chúng đã có thể tùy thời sống lại. Sau đó, nhảy trồm qua đây, đã thương người tới. Hết chương Hết tập 73. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của phượng nghịch thiên hạ